Đó, anh em nhìn thái độ kênh kia anh em. Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nay em lên được cho anh em ba con bổi. Em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ từng con trên clip cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em nào ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng hoặc anh em thấy đắt thì anh em xem vui vẻ giải trí anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Thì là con đầu tiên là muốn giới thiệu với anh em là con 999. Con này thì là một con chim gốc kim bôi hòa bình, gần bộ trung to, chim không có tật lối anh em ạ. Còn bóng bộ cũng khá là ok. Anh em xem ở clip thì là cụ thể nhất rồi anh em ạ. Thì em còn lên em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này thì là 900 anh em nhé. Rất là màu mỏ anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua cái con tiếp theo. Con này anh em nhìn kiểu là muốn bung cánh chơi, nhưng mà căn bản là mới tách ra lồng cho nên kiểu nó còn lạ lồng, nó còn sợ anh em. Thì con này là con số 44 anh em nhé. Thì nó xuống cầu sẽ quay thấy số. Một con chim gốc kim bôi hòa bình, bộ trung mỏng lông anh em ạ. Thì nó xuống đường cầu anh em sẽ thấy bóng bộ nó rất là đẹp. Và con chim này thì là tật lối, không có tật lối anh em nhé. Em cũng lên em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con số 44 này thì là 900 anh em nhé. 900 ạ. Đó, đứng ở trên nan nhưng mà vẫn thái độ rất là lồi lõm anh em ạ. Chim thì cũng được khoảng là tầm chục ngày lồng anh em nhé. Cám thì cũng đã cám cứng rồi anh em ạ. Đó anh em nhìn quá đẹp anh em ạ. Bóng bộ cũng rất là đẹp. Thì con số 44 này thì là 900 anh em nhé. Đó anh em, rất là cao cầu. Anh em nhìn đứng lồng mỏng cao cầu, nhìn rất là đẹp. Đó, thế là về bóng bộ thì anh em thực sự là anh em xem một clip thì là như nào thì là nó rất là thực tế anh em ạ. Chứ còn em cứ nói mồm thì nó cũng khó, nhưng mà em nói thì thực tế ở clip thì anh em cũng đã thấy rất là rõ rồi. Giờ em chuyển qua con cuối cùng cho anh em tham khảo. Một con chim màu rất là dày anh em ạ. Con này thì là có một cái lông trắng ở bên trên mặt anh em nhé. Anh em để ý kỹ là cũng thấy trắng trắng anh em. Ở ngoài này thì mình nhìn thì nó rõ hơn anh em ạ. Mình nhìn thì nó rõ hơn. Con này thì cũng là một con chim gốc kim bôi hòa bình. Con này thì được khoảng là nửa tháng lồng rồi anh em ạ. Nhưng mà người ta cũng nuôi cám cứng rồi thì em mới bắt về. Lúc đầu nhìn kiểu là cái tách đỏ của nó, con này thì tách đỏ nó không được to anh em ạ. Em bắt em còn cái nhau với người ta là sao nhìn giống chim mái thế. Người ta bảo chim anh bày đấu 100%, anh bảo hình cho chú trống thì là em cũng mới bắt về anh em ạ. Nhưng mà về em chăm được 1-2 hôm thì em kẻ cũng thấy ra thái độ.
màu rất là dày. Chim bộ chung anh em nhé, em cũng lên em chia sẻ cho anh em, con này không nhầm là số 12 anh em ạ. Đây là con 12 này, em chia sẻ cho anh em là mà ưng mà bắt là 1 triệu anh em nhé. Màu nhìn rất là đẹp anh em ạ, mình rất thích mẫu màu người này vì nó vừa ngắn ngắn nó vừa dày dày, nhìn kiểu nó lực chim. Thái độ cũng rất là tốt anh em ạ. Thì con 12 này em báo giá một lần nữa là em chia sẻ cho anh em là 1 triệu anh em nhé. 12 này là 1 triệu. Có khi em kết thúc clip của em ở đây, em rất là cảm ơn toàn thể anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em. Em chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em ở một clip tiếp theo anh em nhé.